Như Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, tử vi năm 2020 của tuổi Mậu Tuất dự đoán đối với những người sinh năm 1958 sẽ có một vận mệnh không tốt và một số trở ngại vào năm 2020. Họ có thể mua nhà mới, tổ chức đám cưới cho con trẻ hoặc những điều hạnh phúc khác để giải quyết những dấu hiệu kém may mắn. Đây cũng sẽ là một lựa chọn tốt nhất để tham gia những việc hỷ khác. Ngoài ra có những tin đồn đằng sau lưng, cẩn thận với những trò gian lận đầu tư và tránh xa những nơi mới, địa điểm mới. Đừng bị cám dỗ bởi những lời hứa về lợi nhuận cao. Sự may mắn tài lộc đang đứng về phía bạn, nhưng cũng có thể có những khoản chi bất ngờ. Cẩn thận với các vụ trộm, ngăn chặn bản thân khỏi bị lừa dối vào năm 2020. Bạn có thể mất đi tài sản từ nó. May mắn trong gia đình cũng sẽ không thuận lợi, sẽ có những cuộc cãi vã xung quanh gia đình. Cần phải cố gắng hiểu biết nhiều hơn và đưa ra những điều nhẹ nhàng hơn để tránh tất cả những vấn đề không mong muốn. Xây dựng mối quan hệ tốt với những người xung quanh vì nó có thể giúp bạn. Tuổi Tuất sinh năm 1958, nạp âm ngũ hành là Bình Địa Mộc, là người sống hòa khí với mọi người, tự chủ, tự lực, vấp ngã trong những năm đầu thì tiêu tan nguồn tài chính thời trẻ và có tiền lúc về già, lợi lộc được hanh thông. Vào năm Canh Tý, nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, Mộc Thổ tương khắc nên trong năm nay, mệnh chủ cần phải chú ý nhiều tới các bệnh liên quan đến xương cốt, cẩn thận trong những việc đi lại nhiều hơn cả. Năm nay Thái Tuế là tài tinh, tài vận khá là may mắn, có thể thử đầu tư sinh lời dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia sẽ có được lợi nhuận tốt. Đồng thời thì hãy cẩn thận với một số kẻ lừa đảo qua thư điện tử, gặp chuyện nên cùng gia đình thương lượng hoặc báo công an để xử lý. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất và Bát Bảo Tâm Kinh theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn. Mậu Dương Thổ gặp Canh Dương Kim là thực thần, nghĩa là bản thân bị sinh xuất, đề phòng hao tổn tiền tài. Người tuổi Mậu Tuất cần phải chú ý về phần tài chính trong năm 2020, Canh Tý này, nên phải cân nhắc kỹ trước khi đầu tư hay giao dịch. Tuổi Mậu Tuất cẩn trọng trong lời nói, hành động của mình, nếu không sẽ gặp phải những thị phi không đáng có, ảnh hưởng tới các mối quan hệ xung quanh mình. Người sinh năm Mậu Tuất sẽ phải trải qua một năm khá là bình ổn, tuy nhiên do chịu ảnh hưởng của Thái Tuế nên vẫn có những chuyện không mong muốn xảy ra. Khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì, bản mệnh đều cần phải hết sức cẩn thận. Về tổng quan vận hạn của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 Canh Tý, sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 Nam Mạng. Trong năm 2020 là 63 tuổi, bị sao Mộc Đức chiếu mạng, hạn huỳnh tuyền và vận niên chư phùng hỏa. Người có sao Mộc Đức được kết tinh như sao Thái Âm, việc làm ăn phát đạt và thuận lợi. Vì thế, việc dựng vợ gả chồng cho các con sẽ rất tốt, mọi chuyện đều được hanh thông. Đặc biệt vào tháng 10 và tháng 12 thì sẽ rất tốt bởi Mộc Đức thập nhị trùng lai. Tuy nhiên, nam giới hay bị đau mắt. Hạn huỳnh tuyền chủ với sức khỏe, chủ sự sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, dây sẩm, kinh doanh kỵ đường thủy. Để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước, đặc biệt là không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ác sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của tuổi Mậu Tuất 1958 nữ mạng. Trong năm nay là 63 tuổi, bị sao thủy diệu chiếu mạng, hạn toán tận và vận niên chư phùng hỏa. Sao thủy diệu chủ về tài lộc hỷ, không nên đi sông biển, giữ gìn lời nói, nhất là đối với nữ, nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu. Những người bị sao thủy diệu chiếu mệnh thường kỵ vào tháng 4 và tháng 8, khá giống với sao thổ tú. Người xưa có câu, thổ tú thủy diệu tứ bát ai. Nhưng nếu xét kỹ thì người bị sao thủy diệu chiếu mệnh có kiết có cả hung. Đối với nam giới thì việc làm ăn sẽ được thuận lợi hơn là nữ giới. Những người có hạn toán tận trong năm nay sẽ bị mất tiền bạc của cải mà không dự tính trước được. Tai họa sẽ bất ngờ ập đến đối với gia chủ. Trong đó có hai nguy cơ cao nhất, đó là bị cướp bóc. Thứ hai đó là chung vốn làm ăn cùng nhau đi khai thác lâm sản và gặp phải tai nạn bất ngờ, thiệt hại rất lớn về tiền của. Hạn toán tận rất kỵ đối với nam giới. Những tai nạn thường xảy ra là dạng tai nạn đột ngột bất khả kháng và cũng khó đề phòng, ứng phó. Nếu những người phúc đức kém vận số có thể nguy hiểm đến tính mạng.
phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Phương án thứ nhất đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng, công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, mậu hợp quý, hóa hỏa, thủy vào những tháng dần, mão, thìn, ngọ, thân, dậu, tuất, hợi, tí, sửu, tức là các tháng 1, 2, 3, tháng 4, tháng 4 nhuận, tháng 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 âm lịch. Vậy nên, nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là quý, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi quý như là quý dậu 1993, quý hợi 1983, quý sửu 1973, quý mão 1963 và tuổi quý tỵ sinh năm 2003. Theo tuổi tam hợp hóa ngũ phúc, dần, ngọ, tuất, hóa hỏa vào các tháng dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, dậu, tức là các tháng 1, 2, 3, tháng 4, tháng 4 nhuận, tháng 8 âm lịch. Nếu mệnh chủ có tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này thì rất hanh thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi ngọ sẽ chọn ngày hoặc giờ là dần, và ngược lại, nếu mệnh chủ tiến hành kết hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi dần sẽ chọn ngày giờ là ngọ. Tuổi thiên lộc. Tuổi thiên lộc mang lại tài lộc, may mắn về mặt tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi thiên lộc của Mậu Tuất sinh năm 1958 sẽ là tuổi tỵ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Kỷ tỵ 1989, Quý tỵ 1953, Ất tỵ 1965, Tân tỵ 2001, Đinh tỵ 1977. Tuổi Dương quý nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh, chồng con. Dương quý nhân của Mậu Tuất sinh năm 1958 sẽ là Sửu, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Đinh Sửu 1997, Quý Sửu 1973, Kỷ Sửu 1949, Tân Sửu 1961, Ất Sửu 1985. Tuổi âm quý nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm quý nhân của Mậu Tuất sinh năm 1958 sẽ là Mùi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Đinh Mùi 1967, Quý Mùi 1943, Kỷ Mùi 1979, Tân Mùi 1991, Ất Mùi 1955. Vị trí cung tài lộc. Tại phương vị Đông Nam 157,5 độ, Sửu tại phương vị Đông Bắc 37,5 độ, Mùi tại phương vị Tây Nam 217,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải chú ý, luôn luôn giữ sạch sẽ, không để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương, thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng nhà mình. Do thìn tuất là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh cần phải chú ý, hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi thìn. Nếu tiến hành cần phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra tuất mão thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa tuổi cho những mệnh chủ tuổi mão trong trường hợp này sẽ là rất cát lợi. Tuổi thiên mã. Tuổi mã liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi thiên mã của Mậu Tuất sinh năm 1958 sẽ là Thân, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Nhâm Thân 1992, Giáp Thân 2004, Bính Thân 1956, Canh Thân 1980, Mậu Thân 1968. Kích hoạt tài lộc cho năm 2020. Theo sơ đồ cửu tinh, các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần chú ý, do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này mệnh chủ không cần quá chú trọng để ý nhiều. Phương án tiếp theo đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Yếu tố quan trọng nhất trong việc chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng, khai sơn lập hướng mới cần phải xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai và có hợp với trạch đất của nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020 canh tí, gia chủ 63 tuổi, theo cách tính từ trước tới nay thì trong năm này mệnh chủ sẽ phạm phải kim lâu.
Năm 2020 Canh Tý, gia chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 sẽ là 63 tuổi nên phạm phải hoàng ốc. Sát đến tam tai, nam mệnh chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 58 cần tránh các năm tam tai Thân, Dậu, Tuất. Năm 2020 Canh Tý, theo cách tính tam tai, gia chủ sẽ không phạm phải tuổi Đại Kỵ tam tai. Vậy nên, nếu có xây dựng mới, gia chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 nam mệnh sẽ không nên đứng ra động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu có tiến hành xây dựng mới, cần phải tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Tiếp theo thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về các hung vận khí tương ứng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Với nam mạng tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 sẽ thuộc cung Càn Kim, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt đó là Tây Bắc Phục Vị, Đông Bắc Thiên Y, Tây Nam Diên Niên, Tây Sinh Khí. Ngoài ra sẽ cần tránh bốn hướng xấu thuộc Đông Tứ Mệnh đó là Đông Nam Họa Hại, Nam Tuyệt Mệnh, Bắc Lục Giáp, Đông Ngũ Quỷ. Với nữ mạng Mậu Tuất sinh năm 1958 sẽ thuộc cung Ly Hỏa, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt của Đông Tứ Trạch đó là hướng Nam Phục Vị, Đông Nam Thiên Y, Bắc Diên Niên, Đông Sinh Khí. Ngoài ra cần tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch đó là hướng Đông Bắc Họa Hại, Tây Bắc Tuyệt Mệnh, Tây Nam Lục Giáp, Tây Ngũ Quỷ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà phạm vào họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái lạc hôn, phạm vào thì bị quan phi, khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ, dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp, kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn, gia súc, tán tài, tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim tượng quái là đoài, phạm cung tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng phạm lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy tượng quái lạc hàm, chủ về thị phi, khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến cho tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà dễ gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông, thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lam thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh để tiến hành mở cửa hàng, công ty, nhà hàng. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà được hướng diên niên, đây là sao vỗ khúc thuộc kim hướng Tây Bắc tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà được hợp hướng được thiên y, thuộc sao cự mông thổ chủ quản tại hướng Đông Bắc, tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, xúc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 cần phải chú ý chọn cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi, viên mãn. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ sẽ cần phải chú ý nhiều hơn, đó là bàn thờ thần tài.
Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy, người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn thành công trong công việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cần phải đầy đủ và trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video ở trên kênh nhé. Thường việc đặt ban thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình, nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí cần phải tuân theo cách cục sắp xếp của công năng trong nhà, tránh được xung sát trong nhà. Kết sắt là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho nhà mình. Thường thì cần đặt để vào các vị trí kín ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt lý tưởng nhất thường đặt đó là phương vị tài lộc của mệnh chủ. Tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt thì chắc chắn phải có hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn sẽ như bông hoa sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống, không gian trong xanh. Cây kim ngân. Theo quan niệm của người Đông Phương, cây kim ngân là loài cây thu hút tiền tài bởi kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn, thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của cây kim ngân đó là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây ngọc ngân trong phong thủy có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào, là loại cây mang đến sự may mắn, nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng xen lẫn nhau hài hòa tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Đặc biệt, đây là loại cây rất hợp với những mệnh chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại, đem đến không gian trong lành tươi mát. Ngoài ra, đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa trong phong thủy mang đến may mắn, sức khỏe và sự vững bền trong sự nghiệp. Lá cây có hình trái tim, đường vân màu vàng trắng đẹp mắt. Vì vậy, đây là loại cây phong thủy hợp với những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Cuối cùng, việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải chú ý cung cấp đầy đủ những thông tin năm, tháng, ngày, giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm, cảm xúc, thắc mắc của mình ở phía dưới phần bình luận để được hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ từ thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật được những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.